Chào mừng các em đến với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 3. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 3, bài 4. Cộng các số có 3 chữ số, có nhớ một lần. Đầu tiên các em làm bài tập số 1 tính câu E. 326 cộng với 135 bằng bao nhiêu? Thì để thực hiện phép cộng, 326 cộng với 135 các em sẽ cộng lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng thấp đến hàng cao. Hay nói cách khác, từ hàng đơn vị đến hàng trong. Đầu tiên các em cộng các chữ số ở hàng đơn vị. Ở hàng, ở hàng đơn vị chúng ta có 6 cộng 5 bằng 11. Khi kết quả của phép cộng là một số có hai chữ số thì các em sẽ viết chữ số hàng đơn vị và nhớ chữ số hàng chục. Ở đây 6 cộng 5 bằng 11 cho nên các em sẽ viết 1 và nhớ 1. Tiếp theo các em cộng các chữ số ở hàng chục. Ở à, hàng chục 2 cộng 3 bằng 5. Thêm 1 bằng 6, viết 6. Và cuối cùng các em cộng các chữ số ở hàng trăm. Ở à, hàng trăm 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. Như vậy 326 cộng với 135 bằng 461. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 417 cộng với 206 bằng bao nhiêu? Ở đây các em cũng cộng các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng trăm. Đầu tiên các em cộng các chữ số ở hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị các em có 7 cộng 6 bằng 13. Các em viết chữ số hàng đơn vị và nhớ chữ số hàng chục. 7 cộng 6 bằng 13 thì sẽ viết 3 và nhớ 1. Tiếp theo các em cộng các chữ số ở hàng chục. Ở hàng chục các em có 1 cộng 0 bằng 1. Nhớ 1 tức là thêm 1 bằng 2. Các em viết 2. Tiếp theo các em cộng các chữ số ở hàng trăm. À hàng trăm 4 cộng 2 bằng 6. Các em viết 6. Như vậy 417 cộng với 206 bằng 623. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 208 cộng với 444 bằng bao nhiêu? Ở đây các em cũng cộng lần lượt các chữ số trong cùng một hàng theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng trăm tức là từ phải sang trái. Đầu tiên các em cộng các chữ số ở hàng đơn vị. 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Tiếp theo các em cộng các chữ số ở hàng chục. 0 cộng 4 bằng 4, nhớ 1 tức là thêm 1 bằng 5. Như vậy các em sẽ viết 5. Tiếp theo các em cộng các chữ số ở hàng trăm. Ở hàng trăm, 2 cộng 4 bằng 6. Các em viết 6. Như vậy 208 cộng với 444 bằng 652. Tiếp tục các em thực hiện phép tính 622 cộng với 169 bằng bao nhiêu? Tương tự các phép tính trước, các em cũng cộng lần lượt các chữ số theo thứ tự từ phải sang trái. Từ phải sang trái, đầu tiên các em cộng các chữ số ở hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị, các em có 2 cộng 9 bằng 11. Viết 1 và nhớ 1. Tiếp theo ở hàng chục, 2 cộng 6 bằng 8. Thêm 1 bằng 9, các em viết 9. Tiếp tục các em cộng các chữ số ở hàng trăm. Ở hàng trăm, 6 cộng 1 bằng 7. Các em viết 7. Như vậy kết quả của phép tính 622 cộng với 169 bằng 791. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 555 cộng với 407 bằng bao nhiêu? Tương tự các em cũng cộng các chữ số của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái. Bắt đầu từ các chữ số ở hàng đơn vị. 5 cộng 7 bằng 12 viết 2 nhớ 1. Nhớ là các em viết chữ số hàng đơn vị và nhớ chữ số hàng chục. Ở đây chữ số hàng đơn vị là 2, các em viết 2. Và nhớ 1. Tiếp theo, các em cộng các chữ số ở hàng chục. 5 cộng 0 bằng 5. Thêm 1 bằng 6. Viết 6. Tiếp tục các em cộng các chữ số ở hàng trăm. À hàng trăm 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. Như vậy, kết quả của phép tính 555 cộng với 407 bằng 962. Tiếp theo các em sang câu B. 623 cộng với 194 bằng bao nhiêu? Ở đây các em cũng cộng lần lượt các chữ số của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái. Bắt đầu là từ các chữ số ở hàng đơn vị ở hàng đơn vị 3 cộng 4 bằng 7 viết 7 ở hàng chục 2 cộng 9 bằng 11 các em viết 1 và nhớ 1 ở hàng trăm 6 cộng 1 6 cộng 1 bằng 7 thêm 1 bằng 8 các em viết 8 như vậy 623 cộng với 194 bằng 817. Sang phép tính thứ hai của câu B là 761 cộng với 173 bằng bao nhiêu? Bắt đầu từ các chữ số ở hàng đơn vị. 1 cộng 3 bằng 4. Các em viết 4. Tiếp theo là đến các chữ số ở hàng chục. 6 cộng 7 bằng 13 viết chữ số hàng đơn vị và nhớ chữ số hàng chục. Viết 3, nhớ 1. Tiếp theo là đến các chữ số ở hàng trăm, 7 cộng 1 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Các em viết 9. Như vậy 761 cộng với 173 bằng 934. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 277 cộng với 400 41 bằng bao nhiêu? Bắt đầu từ các chữ số ở hàng đơn vị, 7 cộng 1 bằng 8, các em viết 8. Tiếp theo là các chữ số ở hàng chục, 7 cộng 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1. Tiếp theo là các chữ số ở hàng trăm, 2 cộng 4 bằng 6, thêm 1 bằng 7, các em viết 7. Như vậy kết quả của phép tính 277 cộng với 441 bằng 718. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 362 cộng với 584 bằng bao nhiêu? Thì đầu tiên các em cũng cộng các chữ số ở hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. Tiếp theo ở hàng chục 6 cộng 8 14 viết 4 nhớ 1 tiếp theo là các em cộng các chữ số ở hàng trăm 3 cộng 5 bằng 8 thêm 1 bằng 9 các em viết 9 như vậy 362 cộng với 584 bằng 946 Tiếp theo các em thực hiện phép tính 555 cộng với 273 bằng bao nhiêu? Bắt đầu từ các chữ số ở hàng đơn vị. 5 cộng 3 bằng 8. Viết 8. Tiếp theo các em cộng các chữ số ở hàng chục. 5 cộng 7 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. Cuối cùng, các em cộng các chữ số ở hàng trăm. 5 cộng 2 bằng 7. Thêm 1 bằng 8. Viết 8. Như vậy 555 cộng với 273 bằng 828. Sang bài tập số 2. Đặt tính rồi tính. Phép tính thứ nhất là 615 cộng với 207 bằng bao nhiêu? Đầu tiên các em đặt tính các em đặt tính sao cho hai số hạng thẳng cột với nhau các chữ số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị hàng chục thẳng hàng chục và hàng trăm thẳng hàng trăm sau khi đặt phép tính đúng các em sẽ tiến hành thực hiện phép tính bằng cách cộng các chữ số trong cùng một hàng theo thứ tự từ phải sang trái bắt đầu từ các chữ số ở hàng đơn vị ở hàng đơn vị 5 cộng 7 bằng 12 Viết 2 như 1 Ở hàng chục 1 cộng 0 bằng 1 Thêm 1 bằng 2 Viết 2 Ở hàng trăm 6 cộng 2 bằng 8 Viết 8 Như vậy 615 cộng với 207 Bằng 822 Tiếp theo các em thực hiện phép tính 326 cộng với 80 bằng bao nhiêu? Thì sau khi đặt phép tính đúng, các em sẽ tiến hành thực hiện phép tính bằng cách cộng các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái. Bắt đầu từ các chữ số ở hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị, chúng ta có 6 cộng với 0 bằng 6, viết 6. Tiếp theo là cộng các chữ số ở hàng chục. 2 cộng 8 bằng 10 Viết không nhớ một Nhớ là viết chữ số ở hàng đơn vị và nhớ chữ số ở hàng chục Ở đây chúng ta viết không nhớ một Tiếp theo là ở hàng trăm Số hạng thứ hai là 80 Thì chữ số ở hàng trăm bằng 0 Cho nên chúng ta sẽ có 3 cộng 0 3 cộng 0 bằng 3 Thêm 1 bằng 4 Các em viết 4 như vậy 326 cộng với 80 bằng 406 Tiếp theo các em thực hiện phép tính 417 cộng với 263 bằng bao nhiêu Thì đầu tiên các em cũng cộng các chữ số của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái Bắt đầu là các chữ số ở hàng đơn vị Ở hàng đơn vị các em có 7 cộng 3 bằng 10 Viết 0 nhớ 1 Viết 0 và nhớ 1 Tiếp theo đến hàng chục 1 cộng 6 bằng 7 Do nhớ 1 cho nên thêm 1 bằng 8 Viết 8 Tiếp tục là các em cộng các chữ số ở hàng trăm 4 cộng 2 bằng 6 viết 6 Như vậy 417 cộng với 263 bằng 680 Tiếp theo các em thực hiện phép tính 156 cộng với 472 bằng bao nhiêu Đầu tiên các em cộng các chữ số của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái Bắt đầu là các chữ số ở hàng đơn vị Ở hàng đơn vị 6 cộng 2 bằng 8 Viết 8 Tiếp theo đến hàng chục 5 cộng 7 bằng 12 Viết 2 nhớ 1 Viết 2 Và nhớ 1 Kế tiếp là đến hàng trăm 1 cộng 4 bằng 5. Do nhớ 1 cho nên thêm 1 bằng 6. Các em viết 6. Như vậy 156 cộng với 472 bằng 628. Tiếp theo các em làm bài tập số 3. Tính độ dài đường gấp khúc NOP. Các em quan sát hình vẽ. Đường gấp khúc NOP được tạo bởi hai đoạn thẳng NO bằng 215 cm và OP bằng 205 cm. Như vậy để tính độ dài đường gấp khúc NOP thì các em sẽ lấy NO cộng OP, tức là 215 cộng với 205. Do đó, chúng ta sẽ giải bài toán như sau. Độ dài đường gấp khúc NOP. Độ dài đường gấp khúc NOP là NO cộng OP bằng 215 cộng với 205. Sau khi thực hiện phép tính, chúng ta được kết quả bằng 420 và đơn vị đo là cm. Do đó, chúng ta có đáp số là 420 cm. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Điền số vào chỗ chấm. Đầu tiên, chúng ta có 400 cm cộng với bao nhiêu cm thì được kết quả là 800 cm. Thì như vậy, ở đây chúng ta có thể đưa về bài toán dạng tìm x. Trong đó 400 cộng với x thì bằng 800. Như vậy, x đóng vai trò là một số hạng chưa biết của một tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng thì các em sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy x sẽ bằng tổng là 800 trừ đi số hạng đã biết tức là trừ đi 400. 800 trừ 400 thì x sẽ bằng 400. Do đó, chúng ta sẽ có 400 cm cộng với 400 cm thì sẽ được kết quả là 800 cm. Tiếp tục bao nhiêu cm cộng với 200 cm thì bằng 800 cm. Ở đây chỗ bao nhiêu cm thì các em sẽ coi như là x và chúng ta sẽ đi tìm x bằng bao nhiêu. Như vậy x sẽ cộng với 200 để được kết quả là 800. Vậy x bằng bao nhiêu? Ở đây x đóng vai trò là một số hạng chưa biết của một tổng. Thì các em nhớ là muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng, các em sẽ lấy tổng Cụ thể ở đây tổng là 800 Trừ đi số hạng đã biết tức là trừ đi 200 Thì như vậy x bằng 800 trừ 200 Và kết quả là x bằng 600 Do đó chúng ta sẽ có 600cm cộng với 200cm thì bằng 800cm Tiếp theo chúng ta có 800cm cộng với bao nhiêu cm thì bằng 800cm Ở đây muốn biết 800 cộng với bao nhiêu thì bằng 800 thì các em sẽ đưa về bài toán tìm x tức là 800 cộng với x bằng 800. X đóng vai trò là một số hạng chưa biết của một tổng. Thì muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng, các em sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy x sẽ bằng tổng là 800, trừ đi số hạng đã biết là 800. Thì như vậy 800 trừ 800 bằng 0, do đó x bằng 0. Vì vậy, chúng ta sẽ có 800cm cộng với 0cm thì bằng 800cm. Tiếp theo các em làm bài tập số 5. Đúng thì ghi là D, sai thì ghi là S. Câu E. 527 cộng với 145 bằng 662. Đúng hay sai? Thì để biết là đúng hay sai, các em sẽ tiến hành thực hiện phép cộng 527 cộng với 145. Thì để thực hiện phép cộng 527 cộng với 145, các em sẽ cộng các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng theo thứ tự từ hàng thấp đến hàng cao, tức là từ hàng đơn vị đến hàng trăm. Đầu tiên, các em cộng các chữ số ở hàng đơn vị. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1, viết 2 và nhớ 1. Sau đó đến các chữ số ở hàng chục. 2 cộng 4 bằng 6, thêm 1 bằng 7, các em viết 7. Cuối cùng là các chữ số ở hàng trăm. 5 cộng 1 bằng 6, các em viết 6. Như vậy là 527 cộng với 145 bằng 672 chứ không phải là 662. Cho nên kết quả bằng 662 là sai. Tiếp theo sang câu B. 615 cộng với 218 bằng 833 đúng hay sai? Thì để biết đúng hay sai, các em sẽ thực hiện phép tính 615 cộng với 218. Thì đầu tiên các em cung cộng các chữ số ở hàng đơn vị 5 cộng 8 bằng 13 13 thì các em sẽ viết 3 Và nhớ 1 Tiếp theo là các chữ số ở hàng chục 1 cộng 1 bằng 2 Thêm 1 bằng 3 Các em viết 3 Cuối cùng là các chữ số ở hàng trăm 6 cộng 2 bằng 8 Viết 8 Như vậy là 615 cộng với 218 bằng 833. Như vậy, kết quả bằng 833 là đúng. Tiếp tục sang câu C. 452 cộng với 156 bằng 508 đúng hay sai. Thì để viết đúng hay sai, các em sẽ thực hiện phép tính 452 cộng với 156 bằng bao nhiêu. Đầu tiên, các em cũng cộng các chữ số theo thứ tự từ phải sang trái bắt đầu ở hàng đơn vị 2 cộng 6 bằng 8 viết 8 5 cộng 5 bằng 10 bằng 10 thì các em viết 0 và nhớ 1 cuối cùng ở hàng trăm 4 cộng 1 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6 như vậy 452 cộng với 156 bằng 608 chứ không phải là 508. 508 là sai. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video sắp tới.